điểm cho bạn bây giờ. Tiếp tục 2 điểm cho bạn bây giờ. Tiếp tục 2 điểm cho phần đỏ.
đấu ở tư thế đứng. Tiếp tục. Hai điểm cho vận động viên xanh. Tiếp tục hai điểm cho vận động viên xanh. Đỏ 4 điểm. Chuyển đấu rồi. Hai vận động viên đứng rất thẳng, công bố kết quả. Ở lúc 1 phút 18 giây hiệp 1, lại như Quỳnh Hải Phòng thắng tuyệt đối. Trận thi đấu tiếp theo